trai chỉ việc thuần thôi phải. Cho ba la mật đi nhớ. Đừng có sống theo cái kiểu như mọi người bình thường ấy. Phực thề nam, phực lặng nam, thề nam hay học giải nước, học cho ba la mật tới lúc mình đi. Mình ba la mật mình đã ở phía đằng sau ấy, đã có ba la mật rồi tất cả mọi người. Để mình mới khơi ổ hay bẹp tình trịt trả ra sân hả thì. Nhưng mà chưa từng cho đi. Mình có lẽ ăn này tụi em. Vì thế nó cứ kìm nén lại trong bản thân. Thì mình ăn này tụi em mà mình có mình đi cả tụi em. Nếu mà nó cứ kìm nén lại trong bản thân nhiều thì nó không tốt cho bản thân. Rồi thì mỗi lần mình thúc mình có thúc chứ, mình mới bị chuột làm bài. Bởi vì khi mà đã đến cái thời điểm khổ thì nó khổ thật sự, bởi vì nó không có cái điểm khai thông. Cho nên ta lo hay về lê lươi nhỉ. Thì bỏ. Vì thế hãy cho đi liên tục như là ta đã vừa nói. Nó sẽ khai thông ra liên tục. Nó sẽ khai thông ra liên tục. Thế nên mình có thể ทำให้เรารองรับอนาคตข้างหน้าได้ด้วยคือเราจะไม่เครียดไม่ทุกข์แบบปกติแบบวิกฤต như thế thì làm cho chúng ta lại có thể đón nhận được tương lai nữa theo cái cách không căng thẳng không khổ cần phải khai thông ra liên tục con cũng thế พอเราไม่แผ่ออกไปมันก็อ่านในตัวเองถึงเวลาทุกข์หนักมันจะทุกข์รับไม่ได้เต็ม nếu như mà chúng ta ấy, mà không chia ra ấy, đến một cái thời điểm khổ ấy, thì khổ rất là nặng nềmà không thể nào chấp nhận được. Thì mình ăn mình đi. Bởi vì nó ghim nén lại cho bản thân. Mình mới đây là bài tỏ như thế, tu hành, tu hành, tu hành. Nó không khai thông ra liên tục hàng ngày, hàng ngày. Cái bổ sát này, mình bên cái thải thế thu ở cho tôi em, đuôi. Vì thế cái sự tế độ chúng sinh ấy, nó cũng là cái sự mà khai thông khổ ra từ bản thân. Mình tôi em. Tất cả nó không giam cầm lại trong bản thân. Mình gọi là hay quan được phân cho tôi em thức hoàn. Nó cũng giống như là chúng ta cho cái sự giải thoát tới bản thân mình hàng ngày hàng ngày. Mấy đồng bài khi tôi đi bạc tham mà nó dung dạc mà khoa miệng thì có bền bền mới tông rồi. Không cần phải đi suy nghĩ rằng là cần phải đi thực hành cái gì nhiều nhặn như là người ta nghĩ. Không cần. Hay mấy vụ ăn này. Cứ cho đi hàng ngày như thế. Bài bè mới dứt mấy cái thằng mới dứt em. Đi theo cách không dính như cả chính. Thằng ấy là lúc. Mỗi thế thôi con. Vì một sự đột với thức quan khoa miệng phôn sự đột với thức vi thức quan. Giải thoát kết luận hàng ngày. Sự giải thoát kết luận hàng ngày hàng giờ. Còn là mình ở tham càng sẵn sàng vát này. Chúng ta đang ở giữa luân hồi sắp sát thôi. Mà luân hồi nó chính là nghiệp của chúng sinh. Và lo tham càng mà nó có lắp mình tham mà đuổi. Tôi lắp lô không thông quần lắp không mà đuổi. Khi mà chúng ta ở giữa rồi thì chúng ta cũng nhận nữa. Bởi vì cái nhận biết của mọi người mình nhận biết. Mình ta lắp không mà, mình ta lắp không mà. Chỉ có mỗi nhận vào, nhận vào. Nó có mình lô cho ở như ngày đuổi. Và cũng không biết là ra như thế nào. À, nếu có lắp khám mà thì hiển bài này đúng, có lắp khám mà đúng. Mắt ấy cũng nhận vào, khi mà nhìn thấy cũng nhận vào. Hú đi có lắp khám mà. Tai cũng nhận vào hết nghiệp chướng của luân hồi. Trái thì mình lắp lũ mới có lắp khám mà một. Tâm ấy, mà nó nhận biết ấy, thì nó cũng nhận hết nghiệp chướng mà. Rồi mày bảo, tốt khôn mình mới thể lắp, cảm lắp bị bạc khám mà xài tụi em, tốt khôn, mình mới lũ tùa. Con có biết không, tất cả mọi người đều nhận nghiệp chướng vào dùng cho bản thân mà không hề biết. Cho nên lúc thúc khôn mình có khôn khăn để dù gia này tụi em là thúc khôn. Vì thế tất cả mọi người đều cảm thấy khó sống. Tất cả mọi người đều khó khăn. Hay lúc sự quá bài thì cái những dù gia kiểu kể cả là cảm thấy rất là thoải mái nhưng mà vẫn đang là rất là khó sống. Và mới mỉa sái hề rồi. Mà không biết nguyên nhân. Ừ, có tâm khả dẫn mà khả dẫn bay tụi nên tụi ní mà cái gì biển thi thúc bay lên lưỡi là gì. Rồi cứ chăm chỉ đi đến chỗ này, chăm chỉ đi đến chỗ kia, nó cũng giống như là đi đổi cái nơi khổ ấy mà không biết. Tại chính giải hiện nó cứ cảm thấy nó lắp mà thúc quan lại, thúc quan lại lắp khắp mà thằng ta, thằng hủ, thằng chịt, lắp luôn, lắp thúc quan. Nhưng mà cái nguyên nhân ấy, nó là cái sự nhận hàng ngày, đường mắt, đường tai, đường tâm nhận vào hàng ngày. Nếu con có, thôi mình thúc có, khiết vô cho bày bà đi bà thám với bần thúc. Rồi mọi người nghĩ rằng đi thực hành pháp rồi sẽ giải thoát khổ. Không phải. Thì lại không phải tiếp. Vẫn mới đeo ở rồi ạ. Nó không thoát ra. Chứ phải đi bật như thế, mình vẫn mới đeo ở cái phương ấy. Đi thoát, đi thực hành như nào, nó không thoát ra khỏi bản thân. Chứ phải nâng sa ma thi khổng mới cột ở đây có chô khu chô khao. Đi ngồi thiền định ấy thì nén lại tạm thời. Mình khốn mới chính lời. Nó giải thoát không thật. Phải nâng sa ma thi cho mình nó bị cột khổng mới chô khao, nhưng mới chô khao, chở mới chô khao. Đi ngồi thiền định ý, chỉ là đè nó xuống một cách tạm thời, tĩnh lặng tạm thời, thờ ơ tạm thời, nhưng nó không phải là sự giải thoát đích. Hằng ngày dừng dựa, mình ăn nhủ ý yếu. Bởi vì ở bên trong vẫn còn rất là nhiều, bởi vì kìm nén lại rất là nhiều. Thế nên thu hoàn là lúc bạp biển mít tỷ tụi em mày rồi. Vì thế hàng ngày các con cần phải thay đổi cái chiều không gian của bản thân, cần phải mở mắt ra cho như cái mà ta hướng dẫn, hãy giải nước cho.
แบบไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองบริการเทน้ำไปก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปบารมีทั้งหลายให้ไปบารมีทั้งหลายให้ไป theo cách không hay cả chính không theo cách cho đi bala mật có cho đi cho đi มีมากี่พบกี่ชาติกี่กันกี่กับกี่พระสันดรให้ไปเทให้กับสังฆวัตรทุกวันเทให้มันเรื่อยๆ bala mật đã có trong bao nhiêu thời đại bao nhiêu kỷ nguyên ấy hãy chia ra tràn ra cho tới luân hồi hàng ngày อย่างนี้เรียกว่าเคลียร์ออกđây gọi là giải phóng ra khỏi tâm. Nó lụt ออก ไป. Lụt lấy nó ra, lấy nó ra. Lụt ออก ไป. Lấy nó ra. Lụt ไม่เอา lụt. Lụt ไม่เอา lụt. Lụt ออก ไป, lụt ออก. Thoát ra nhưng mà không lấy thoát ra. Thoát ออก, thoát ออก, thoát ออก. Thoát ra, thoát ra, thoát ra. ไม่ต้องไปเจริญกรรมฐานวิปัสสนาไม่ต้องไปนั่งเจริญ. Không cần phải đi thực hành thiền định, thiền vipassana, không cần phải ngồi. เอาสติไปกดข่มไว้เปิดขึ้นมาก็ฟุ้งเหมือนเดิม. เอาสมาธิไปกดข่มไว้ฟุ้งเปิดขึ้นมาก็ฟุ้งเหมือนเดิมlấy niệm để đè nó xuống, lấy định để đè nó xuống, và rồi khi mà mở ra một cái thì nó phóng ra như cũ. Cho nên mở ra hay đi lượi lụt đi tuần lễ. Vì thế cứ mở ra cho đi liên tục giải thoát hàng ngày. Con đi tuần. Giải thoát hàng ngày. Làm con đi đi. Nghe cái điểm này tốt à? Nó bột, nó tên gan bột sạt đi luôn. Nó cũng là sự tế độ, là sự tế độ chúng sinh nữa, bởi chúng ta cho đi. Có hay. Bởi cho. โปรดไปด้วยเตโดคุณต้องใช้วิธีนี้เลยมันจะตรงที่สุดและง่ายที่สุด cần phải sử dụng cái cách này đây là thẳng nhất rồi tận cùng nhất rồi ก็ขวดเปล่าๆมันเยอะกรอกน้ำกรอกน้ำอะไรก็กรอกlấy chai nước hay là lấy cái bình nước ฝ่ามือแล้วก็แบะให้ก็ถือด้วยบันไดนะมือก็แบะให้ khi mà lúc mà giải nước thì cái tay hãy mở bàn tay ra มันผ่านหมดแล้วบารมีตาxuyên qua hếtฝ่ามือก็ผ่านmắt nó cũng xuyên ra đường mắt bàn tay nó cũng xuyên ra đường tay ba la mật đấy còn la còn chàng có hay một là phải người yêu người ghét thì cũng cho nó cho hết tràn chia sẻ hết cho cả con người và cả phi nhân nên là cứ càng kẽ vấn đề của tất cả vấn đề đây chính là cái sự chỉnh sửa vấn đề của tất cả mọi vấn đềปัญหาทุกปัญหามันเกิดขึ้นจากการเราที่เราเอาเข้ามายึดเนี่ยยึดเข้ามาเอาเข้ามายึดแล้วก็ยึดเข้ามา tất cả mọi vấn đề nó sinh lên từ cái việc chúng ta đi lấy vào và rồi dính ก็เหวี่ยงไปทั่วเลย nó cứ quay cuồng suốt khắp quay cuồng อันนี้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาแล้ว đây là chỉnh đến tận gốc của vấn đề จากการที่เราเอาวิบากเข้ามาเราก็เอาออกซะTừ cái việc là chúng ta lấy cái nghiệp chướng vào thì giờ này chúng ta lấy nó cho ra. Lắp thuốc hoa lề, ta hiểm đi có lắp khăn mà với bà. Phải đu nên đu đi có lắp khăn mà, lắp khăn mà. Nhưng đu nắng, đu TV, đu lắp khăn, lắp khăn mà, lắp khăn mà một. Hàng ngày nhận hết mắt nhìn, nhận vào. Kể cả là đi nhìn màn hình này, nhìn màn hình, nhìn điện thoại hay là đi xem phim ấy. Nhận suốt. Mưa dù hôm nay.Nhận cho đến khi tối ở bên trong, ám ảnh ở bên trong. Chẳng sống không đi mới đi. Cả tốt, cả cái điều tốt, cả điều không tốt nó đều là nghiệp hết.เนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นการที่มันเรียกว่าให้มันหลุดออกไป như thế này được gọi là cái sự thoát ra giải thoát cho bản thân giải thoát cho luân hồi อย่าไปหาแก้ไขแบบเดาสุ่มแบบคาดคะเนแบบคาดเดาเนี่ย mình có đi tìm kiếm cái kiểu chỉnh sửa theo cái kiểu phỏng đoán theo cái kiểu đoán mò đừngต้นเหตุคือมันรับเอาเข้ามามันเอาเข้ามาไอ้nhân gốc ấy nó là gì nhận vào เราก็ต้องแก้เราก็ต้องแก้ด้วยการเอาออกไป chúng ta cần phải chỉnh theo cái cách là lấy cho ra thế thôi ลมหายใจมันเข้าแล้วมันไม่ออกเราก็ต้องเอาลมออก cái hơi thở đi vào ấy nó phải đi ra เข้าแล้วไม่ออกมันก็ต้องเอาออกเอาออกนี่เป็นลมของเสียแล้ว nó đi vào ấy thì nó phải đi ra nhưng mà khi đi ra nó đã là cái đồ hỏng rồi đấyví dụ như thế. นี่ที่เอาออกนี่คือบารมีของดีแต่ของเสียมันก็หมดไปด้วยเวลาให้บารมี vì thế khi mà cho đi ba la mật ấy thì những cái thứ mà hỏng ấy nó cũng đi ra theo ของดีมันก็หลุดมันก็ให้ออกไปด้วยของเสียมันก็หลุดไปด้วย khi mà cho cái thứ tốt ra thì những cái thứ xấu ở trong ấy hỏng ở trong ấy nó cũng đi ra theo จากการให้ของเรานั่นแหละลูก từ cái sự cho đi của chúng taเราไปหาที่ไหนผ่อนคลายไปหาที่ไหนเนี่ยมัน
สบายตาสบายใจตรงนั้นตรงนี้รู้สึกผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วมันหลอกตัวเองta đi tìm cái nơi này nơi kia để chúng ta có thể thoải mái mắt thoải mái tâm ấy nhưng mà thực ra ấy nó đang lừa bản thân mình mới gọi mình chua khao à nó giống như là nó chỉ là tạm bợ bài tài chua khao nó chỉ là cái sự dễ chịu mắt tạm bợ แต่ของเสียมันจะอยู่ข้างในอยู่เลยกรรมวิบากมันยังตกค้างอยู่ในใจที่ตารับมาหูรับมา nghiệp chướng nó vẫn còn tồn đọng ở trong này nó ở bên trong ấy mắt nhận vào tai nhận vào nó vẫn còn ở bên trong มันเหมือนกับเราไปหาไอ้ความสบายสบายแบบฉากฉวยนั่นก็เหมือนกับ chúng ta đi tìm cái sự thoải mái dễ chịu theo cái kiểu bề mặt ấy, tạm bợ. มันหลอกตัวเองอ่ะ. Thì thấy nó lừa bản thân. เหมือนกับมันฉาบฉวยเกินไป. Nó giống như là nó quá là bề mặt ấy. จะให้มันถึงรากถึงเหง้าหมดรากบ่นเหง้าของความลําบากความทุกข์ยากจริงเราก็ต้องเอาออกจากใจเลย. Để mà chạm tới cái gốc rễ của cái vấn đề ở bên trong tâm ấy thì cần phải nhấc ra cho đi hết lòng hết dạ, cho ra tới luân hồi. ทุกอย่างคือความไม่ยึดติดTất cả từ cái sự không dính mắc. Thu giảng đó cứ mấy dứt mấy cái thằng mấy dứt em. Tất cả nghĩa là không dính hay cả chính không dính. Thế nên giả sẽ đai bà là mì. Vì thế đừng có tiếc bà là mật. Còn cái xâm khẳng. Cái điểm này rất quan trọng. Thế là mình cứ phạm được thôn thằng trẻ. Bởi vì nó là sự giải thoát đường tâm. Thà sẽ đai là mình mới lụt. Nếu như tiếc thì nó không giải thoát. Mình sẽ phao bà là mì. Thì nó cứ canh bà là mật. Mình sẽ bên căm của bà là mì. Nó sẽ trở thành nghiệp ở trong bà là mật. Thì không giải thoát.พอทุกอย่างมันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองเราต้องไขลาสนัยดีๆเราต้องการจะไขมัดหมาให้ถูกต้องไขมัดให้ถูกต้องลาสนัยความไม่ยึดติดไอ้มัดหมาของสื่อความไม่ยึดมากถูกต้องยิ่งงานแล้วยิ่งเราทำเยอะเรายุ่งกับคนเยอะยิ่งยุ่งกับสังคมเยอะยิ่งรับมาเยอะหนักเราก็ไม่รู้ตัวมันรับมาcái công việc mà chúng ta đi vấn đề với xã hội nhiều ấy thì càng nhận vào nhiều càng vấn đề nhiều tham gia luôn với khu vực thân lại mình cứ mình gọi là dùng cái cảm của chào ban này thôi khi mà chúng ta đi làm việc với mọi người thì cũng giống như là chúng ta đang vấn đề với nghiệp của mọi người nhưng mà làm khan thì rồi nó khó chịu trong bản thân nó khó khăn ở trong bản thân ปรับตัวเองนะปรับตัวเองให้ได้โดยบันทันนะปรับวิถีชีวิตตัวเองก็ไม่ thay đổi cái cách thức trong đời sống của bản thân chútThưa Hồ Phong là khi công việc có những cái không thuận lợi thì con nhận thấy là con vẫn còn rất nhiều người lo lắng và mẹ có việc còn nói tiếp. Hồ Phong là tha chờ tha về là thăm ngàn chờ xỉnh thi mây đi ạ.เขารู้สึกว่าในจิตใจของเขายังมีเหลือเยอะกับความห่วงตัวรับรู้ไงการ nhận biếtตัวรับรู้มันก็รับเอาทุกครั้งเลยก็เนี่ยเรื่องนี้น้องไล่มาหมดดังนั้นให้แผ่ให้สวนไปเลย vì thế hãy chia chia ra đi ngược cái chiều đấy luôn แผ่ให้สวนไปเลย chia ra đi ngược của nó đi อ่าสวนแล้วสวนโอเคสวนสวนแผ่ให้สวนไปเลย chia ba la mật vào ngược cái chiều đấyก็บอกแล้วมันรับรู้มันก็รับเอาข้อมูลแล้ว nói rồi khi mà nhận biết đi thì nhận hết cả tốt cả không tốt ตัวรับรู้มันเยอะมากเลยแล้วมันขอให้คน biết thì nó rất là nhiều của mọi người nhận biết thì rất là nhiều แต่นั้นก็มาตกค้างมันก็เลยยังเหลืออยู่ในใจเลย vì thế nó tồn động nó vẫn còn dư ở trong lòng cái cảm thọ kiểu này kiểu nó mà เหลืออยู่ในใจ nghiệp chướng nó vẫn còn động lại ở trong lòng tất cả mọi người giống nhau hết thế và khi con học với các đồng nghiệp của con thì những cái tâm lo lắngphiền muộn của họ mạnh quá khiến con không chống được rồi con bị cuốn theo những cái đó. Khi bảo qua thì ประชุมกับคนที่ทำงานร่วมกันอะความห่วงของเขาในจิตใจเยอะมากธรรมดาทุกคนมีแต่ตั้งเอา bình thường thôi vì tất cả mọi người đều có sự thiết lập lấy ทุกคนมีแต่ตั้งเอา mọi người đều chỉ có sự thiết lập ตั้งเอาตั้งthiết lập lấy thiết lập ตั้งเอาอะไร thiết lập lấy cái gì แต่นั้นก็จะมีหลากหลายอารมณ์อยู่ในใจของคนเราvì thế nó có vô số đa dạng cái cảm xúc ở trong tâm của mình nó sẽ tỉ lan về lên lưỡi nổi nữa vì thế hãy sử dụng niệm rồi đi liên tục chút tất cả không lấy chính cái không lấy cùng với nhau phè hay chia ba la mật ra cho chia rồi cái lan chơi này và rồi anupap nó sẽ tự đi rửa giúp nhau còn tất cả mọi người thì sẽ có một vòng của mình thì mà sẽ lúc nào thì khai gần lúc nào thì sẽ có một vòng của tất cả mọi người thì đều có cái vòng
của mọi người là giải thoát vào lúc nào thì đều có cái thời cơ. Tại là lúc chẳng còn, nó có bên phu lơm sau còn. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng chúng ta là người bắt đầu trước đã, chúng ta hãy là tấm gương. Mày nên người, đừng có ta mày. Rồi họ sẽ theo. Ta ต้อง ยอม รับ ว่า ระบบ สังคม โลก มัน เป็น ระบบ การ ตั้ง เอา. Chúng ta cần phải chấp nhận rằng là cái hệ thống của xã hội nó là cái hệ thống của thiết lập lấy. Mình cứ tăng cái sự trôi nổi mà nó không phải là cái nào, nó có thể đi được hay không đi được theo tăng. Nó cũng giống như là chúng ta đi thiết lập lấy trong cái thứ mà không lấy thì đôi lúc cảm thấy là được. Tại thường đai mà chính mình có mình thường đai mà mình có đai mình chính. Kể cả là được ấy nhưng mà cũng được. Cứ mượn nó hồi là mình có sống ở mình chính thì mình có tài thì. Nó giống như là chúng ta có cái đời sống này thật ấy nhưng mà rồi chết. Đai sống mà thì có đang sửa sống phải. Khi mà được cái đời sống này rồi thì chúng sẽ có cái mất đời sống. Nó cũng giống như là được mà nó cũng một chi viết bài nó mà đa vậy chị. Cũng giống như là được cái đời sống này rồi đời sống này cũng hết. Điểm có giống một bài mình có mà đa vậy chị. Cũng giống như là được cái thân thể này rồi cái thân thể này cũng mất. Thứ gì cũng giống như mình một. Mọi thứ mọi chuyện nó cũng giống như thế. Sự thì tất cả mọi đang tăng ao cũng mình đang tăng ao nên sự thì mình mới ao. Tất cả mọi thứ mà mọi người đang thiết lập lấy thì nó cũng giống như là mọi người thiết lập lấy trong cái thứ mà nó không lấy. Cái năng cảm xâm phạm cảm chạm tông nó bị gì chưa khảo xong một. Vì thế mọi cái sự liên hệ tiếp xúc ấy, cái sự nắm bắt ấy, nó chỉ là tạm thời thôi. Cái được và cái mất ấy, nó chỉ là tạm thời. Đàn ân cơ là nhi sải, bẹp nhé, lúc đó hai bài đi rơi. Vì thế để mà rửa được cái thói quen luẩn quẩn cái kiểu này thì con cần phải cho đi liên tục. Để mình bỏ lợn, vi tộc không muốn lợn khuẩn được này. Rồi nó sẽ tự hết lo lắng, tự hết lo âu. Thì hay về chai này mình kê vấn hại đây thăng một là lúc. Những cái ta cho này để mà sử dụng ấy, nó đi chỉnh sửa tất cả mọi vấn đề. Vấn hại mình có cửa chẳng. Chịt lỡ mình mới khoản khai, mình chịt em, chạy chịt em. Cái vấn đề ấy, là nó sinh lên từ cái việc là tâm của chúng ta nó không giải tỏa. Chị nó vẫn còn dính cái này chịt chứ. Tâm ấy, nó thiết lập lấy ở trong tâm nhiều. Mình bên toàn hệ không vấn hại thuộc lương đấy. Đó là gốc rễ của vấn đề tất cả mọi chuyện. Tại sao mình lơ mày lại gặp lại lẽ nên mình có mấy cái vấn đề. Nhưng mà khi bắt đầu không cái gì với cái gì thì nó không vấn đề rồi. Mấy cái vấn đề. Không phải vấn đề. Mình sẽ mấy cái vấn đề. Nó sẽ tự không phải vấn đề. Nhìn lúc của tất cả mọi người phá nó. Phá ăn thẻ và mê thê ná. Trẻ con ấy, mọi người hãy dẫn cứ bước lại khoảng thuốc khôn mấy bà chị bên đỉnh phải nhận nhớ thuốc khôn lại đằng phía sau ấy, của tất cả mọi người cho dù là người lớn hay trẻ con ấy, thì cũng rất là nhiều.